Hôm nay là anh sẽ hướng dẫn chú là lên một cái kịch bản khi mà chạy tune của cái X X tune này nhé, XGBT tune nhé. Đầu tiên là chú có thể là import cho anh một cái tài khoản vào đúng không? Sau khi import xong thì nó sẽ có một cái là cookie, ChatGPT và cái proxy. Đấy, điền đủ thông tin vào. Xong. Chức năng đầu tiên là chức năng đăng lại bài. Với chức năng này anh em muốn dùng anh em phải bật bật tính năng lên. Anh em lưu ý cho mình, anh em muốn up cho mình tầm khoảng 3 bài thì anh em để 3 cái profile. 3 bài là 3 profile. Chú để 5 bài, 5 5 profile là up 5 bài. Ok chưa? Nó sẽ xáo trộn profile nhé. Ở cái phần này là nội dung chat GPT predict. Cái này thì là do cái nội dung là chú yêu cầu con GPT nó làm thì nó sẽ làm theo. Ok chưa? Chọn đăng kèm ảnh và đăng kèm video nhé. Cái phần là random bài đăng, mỗi lần đăng có nghĩa là nó random, ví dụ anh đặt 88 này là nó sẽ random 8 bài đăng ở cái profile đấy. Nó sẽ chọn là 1 đến 8 bài đầu tiên để nó đăng bài. Ok chưa? Tuấn ơi, xem xong rồi xem lại video nhé. Ok. Thời gian là 23 giờ 2.43. Muốn thêm thì phẩy cách phải cách ra là bây giờ là 10 11 giờ 2 chấm 10 phút. Ok chưa? Cách ra phải 12 giờ 2 chấm 10 phút. Cái thời gian là không được trôi qua rồi, nó phải là chưa đến nhá. Chưa đến nhá. Nên là ví dụ là chuẩn bị đến là 11 giờ 12 giờ không à, đấy, phải setup như này. Một ngày setup một lần, ok chưa? Setup theo mẫu này là xong nhá, hoàn tất. Đây là xong một tính năng đăng lại bài. Thì đến giờ này là nó sẽ đăng, ví dụ đến ngày đến với giờ này nó sẽ đăng lại 3 bài này. Đến giờ này 12 giờ nó lại đăng lại 3 bài này. Nó sẽ chọn lại, nó sẽ đăng lại theo một cái có kèm ảnh, có kèm video theo một cái nội dung khác nhau. Được chưa? Xong. Tiếp tục tương tác với quảng cáo, bật cả ba profile cùng lúc được. Ví dụ bây giờ là chú thích có 100 cái proxy, có 100 cái proxy GPT nó có hiểu, xem các video cũ là sẽ biết. Nói chung là import profile vào, import ví dụ mày để 5 phút hay 10 phút đi. 10 phút thì một ngày xem được là 144 người. 5 phút thì một ngày xem được là 288 người. Nhưng mà tốt nhất đấy là chạy tầm khoảng này setup ấy là tăng anh tầm khoảng 2 tiếng đến 3 tiếng, 2 tiếng đi thì tính ra là 2 tiếng mà chia là 12 người. 1 tiếng xem 6 người hoặc là 1 tiếng xem 12 người. Mày để 5 phút thì để 12 người, mày để 10 phút thì để 6 người. Tính thế. Ok chưa Tuấn? Ok. Ừ. Sau khi hết danh sách thì mày lại import vào mày xem. Hoặc là mày có thể để chạy nó phát từ buổi sáng đến buổi chiều, nhưng mà chạy thế thì sẽ mất mất ADS, mà mất ADS thì phải ngâm thêm 2 ngày. Tùy chú. Vòng lọc quảng cáo đây là 10 phút, có thể để xuống 5 phút thì nó xem 5 phút một 5, 5 phút một người. Random số bài tìm kiếm mỗi profile nó sẽ là tiền xem là từ 1 đến 5 bài xem mỗi một một profile là xong. Đây là xong, hoàn tất xong. Tiếp tục. Ok rồi. Cái này ấy, profile này ấy, nhìn lại nhá, đây là mình để 100, nếu mà tích xanh ấy thì để 100. 100 profile để random số follow là từ 200 đến 400. Thì là cứ 100 người này thì nó sẽ random là từ 200 đến 400 người follow. Xong. Bắt đầu chạy.
Đấy, nhá, sang xem. Nãy là nó vừa con bình vào rồi đúng không anh? Nó kích vào quảng cáo thôi. Nó sẽ làm 3 tác vụ nhá, nó sẽ làm 3 tác vụ. Đó, nó sẽ làm 3 tác vụ. Rồi. Đó. Ok chưa? 3 tác vụ này thì nó sẽ không không bị ấy nhau. Ok chưa Tuấn ơi? Anh. Ừ. Nó phải chạy đủ full tính năng thì ok, không sao cả. Anh ơi, chưa xem chức năng tương tác 1-1 đúng không anh?
sắp ra đang đang cốt nốt rồi. Đấy, chạy như thế. Mà là phải xoay xoay bài nhiều nhá. Anh em phải xoay bài nhiều, ví dụ là ngày hôm nay người ta xem hết bài rồi thì anh em phải xoay để ghim bài khác. Mỗi ngày phải 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 thay đổi bài, ví dụ mỗi mỗi 2 3 ngày phải thay đổi bài một lần để cho nó gọi là hiện được nhiều quảng cáo mới. Không dùng đi dùng lại một bài quá nhiều lần thì nó sẽ không thấy quảng cáo. Ok chưa? Đây, bao nhiêu ạ? Khách là dục á. Đấy. Ok, mai thế này nó chỉ thế thôi.